Hello, xin chào tất cả các em. Trong bài là thầy sẽ sửa chapter thơ số 78 về tên trên lớp 12. Thầy sẽ đọc với các em. Câu số 1 người ta hỏi các em là đồ ăn có bao nhiêu? Nghe. Bạn sắm ta tìm. Các em lấy mẹ tiến tới cộng trừ vô hạn đấy, mới ra được cộng trừ 1. Các em tự bấm như thầy nha. Còn 9999 với còn trừ 999 á, nó sẽ ra y bằng cộng trừ 1. Để thầy chỉnh cái máy thì lại cái nó bị giật nguyên. Rồi, cái này là y bằng cộng trừ 1 nha. Tới tiệm cận đứng là y bằng trừ 4. Các em kiểm tra bố trừ 4 cộng trừ 4 trừ thì nó sẽ ok hết nha. Nên bài này là 3 điểm tiệm cận các em. 2 ngang 1 đứng. Câu 2 này thì sẽ ra 4 điểm của chị. 1 điểm là 0. 2 điểm là cộng trừ 1. 1 điểm là 2. Câu A. Câu số 3 cũng giải tương tự câu 1 nha. Nhưng mà thầy sẽ giơ tay ha, thầy đặt điều kiện là x phải lớn hơn bằng 2. Sau đó thầy tìm tiệm bằng ngang, thầy để ý là cái này bậc trên là căn, bậc dưới là bậc 2, cho nên lấy mày tính tới cộng vô hạn nó phải bằng 0. Nó sẽ có một tiệm cận ngang. Tiệm cận đứng là nó có hai nghiệm, một nghiệm là 0, một nghiệm là 3, thì cái nghiệm 0 này em loại đi là do nó vi phạm điều kiện này rồi. Cái nghiệm là 3 thầy đã kiểm tra máy tính rồi, nó sẽ nhận em. Nên là mình sẽ có hai đường tiệm cận. Câu số 4. Giá trị nhỏ nhất của đồ thị này. Thầy sẽ thay 1. Có 8. X 4. Cộng 2 x 3. Cộng 44 x bình. Thầy cũng nghĩ giờ nó không quay chứ. Bây giờ video không quay đúng không? Cộng 48x cộng 5 chạy từ trừ 44 à. Bước là 8 trừ 44 nó sẽ ra min phải không? Min sẽ trừ 635 dưới ta. Còn không biết sai, 44 ít bình đúng. 48 ít. Ok. Min là 5 rồi mấy đứa. Oh no 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 no. Min là trừ trừ 11. Min là trừ 11 nha. Câu B. Câu số 5. Phương trình f bình trừ 9 bằng 0 có nghĩa nghiệm này, các em giải này ra thôi. Giải thì 32 ra nó sẽ ra hai nghiệm là f bằng 3. F bằng âm 3. F bằng 3 là có 3 nghiệm. F bằng âm 3 là có 1 nghiệm. Cho nên là 4 nghiệm. Câu số 6. Người ta hỏi các em số điểm cực trị của F trừ có x. Thì các em phải lấy đạo hàm cái đi. Đạo hàm nó bằng x nhân f phẩy của trừ có x. Không. Vậy nó sẽ có hai nghiệm. Một nghiệm là x bằng 0. F' t bằng 0. F' trừ có x là nó có, em bỏ nghiệm kép này ra nha. Nó chỉ còn hai nghiệm đơn thôi. Là hoặc trừ có x bằng 2. Hoặc trừ có x bằng trừ 2 trừ 3. Thì cái này mình loại luôn á em, là do cái trừ có x nó không thể nào âm được. Trừ có x bằng 2 nó sẽ ra một cái là 2, cái trừ 2, cho nên tổng cộng là 3 điểm trị. C. Câu số 7. Ok, câu nâng cao đúng không? Câu này các em lưu ý là cho đồ hệ fx nha. Cho đồ hệ fx. Đó này fx này. Bây giờ vấn đề đặt đây là các em muốn tìm số điểm cực trị, các em phải lấy được đạo hàm cái người tính.
Đạo hàm này là 3 nhân F bình nhân F phẩy cộng cho 4 nhân F phẩy trừ 7 nhân F phẩy bằng 0. Xong các em đặt nhân tử F phẩy ra. Ở trong còn lại 3 F bình cộng 4 F trừ 7 bằng 0. Rồi mình sẽ giải ra 3 nghiệm. Một nghiệm là F phẩy bằng 0. Cái là F F bằng 1. Cái là F bằng trừ 7 bằng 3. F phẩy bằng 0 là 3 nghiệm nha. 3 nghiệm là do cái này nó cho em Fx thì F phẩy bằng 0 nó chính là nghiệm ngay điểm trị. Mình có 3 điểm trị nên 3 nghiệm. F bằng 1 là 2 nghiệm. 2 nghiệm này nè. F bằng trừ 7 phần 3. Trừ 7 phần 3 là trừ 2 phẩy mấy. 2 nghiệm luôn. Như vậy tổng cộng mình sẽ có 7 điểm trị. Tính ra câu này cũng đâu quá khó đâu mấy em. Cơ bản là câu 8 thì đúng. Chiều cao của hình lân trụ bằng V chia S. Câu 9. Khối lân trụ tam giác có cạnh đá bằng 1, tổng diện tích mặt bên là 3. Tổng diện tích mặt bên là 3 x bình bằng 3 nên x bằng 1. X bằng 1 thì suy ra cái này tích luôn. Thể tích là cạnh bình nhân ba chia 4 luôn rồi. Vậy là cạnh ba chia 4. Nhân cho A đó. A bình A nhân A bình cộng 3/4 là A mũ 3 cộng 3/4. Câu này thầy đã từng cho 2 3 lần rồi cho nên kiểu như mấy em mà không có hiểu mấy em tìm lại mấy chắc tôi cũ á. Câu số 10 này, câu số 10 cũng từng cho 1 lần trong đề thi. Hình như trong đề thi của thầy thì đợt 2 á thầy có cho câu 10. Vẽ hình chớp hình như vậy. Điểm H một cạnh AB sao cho HB bằng 2HA đúng không? Vậy là H phải gấp đôi à. Rồi nó nói là ớt góc giữa C với đáy là 60, tức là góc này. Tính thể tích thì là mình phải tính HC để mình tới tích H. Mình sẽ có ớt H bằng HC nhân tăng 60. Mà HC là căn của BC bình cộng cho BH bình tăng 60. Rồi mấy em bấm một lần luôn. BH BH là 0.5 cộng cho 2 bình nhân tăng 60. Thầy đang để gradient, thầy để chia 3 nha. Căn 51 phần 2 em xấu dữ ta. Xấu dữ gì. À tôi hiểu rồi, không phải 0.5 đâu anh em. Cái thằng HB này là 2 phần 3 của cái thằng AB. Cho nên thằng này bằng 2 phần 3 mới đúng. Hai căn 30 trừ 3. Từ đây sẽ tính được thành tích là 1/3 base 2. 1/3 base là 1 nhân 2. Nhân chiều cao là 2 căn 30 trừ 3 là ra 4 căn 30 trừ 9 nha. 4 căn 30 trừ 9 là còn 2. Ok, trả lời giải ở thầy của thầy ở chapter số. Các bạn tham khảo nha. Em chúng ta học tốt.